Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các chi hội thành viên của các địa phương để triển khai kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành về việc tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, tỉnh sẽ tổ chức buổi họp mặt tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu. Dịp này, tỉnh sẽ vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, trao quà từ thiện ủng hộ đồng bào miền Bắc gặp khó khăn do cơn bão số 3, ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Bà Rịa Vũng Tàu. Các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh thống nhất sẽ phối hợp tổ chức một số hoạt động như trưng bày, giới thiệu và quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm, dịch vụ đặc trưng của doanh nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu, thành tựu của tỉnh, trong đó có sự đóng góp lớn từ cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức hoạt động giao lưu thể thao chào mừng sự kiện này.